tiên là mình đi theo một người anh khách như mất mất rồi. Hello mọi người nha, chào tất cả mọi người. Làm sao tăng follow vậy á? Ôi rồi, tặng luôn Hoàng Thái Lê 100 follow. Mình làm nghề gì bạn? Mọi người ơi, nói cho bạn biết Hoàng Thái Lê kia là mình làm nghề gì đi và mình giỏi về cái gì đi. Vậy chưa anh em ơi, bây giờ nhá, mọi người ơi, hướng dẫn mình cách mua đi. Mọi người ơi, mua mình ủng hộ mình đi mọi người ơi. Vừa ra một đống người là mình kể chuyện đó nhá, không ủng hộ mình thì lại lừa mình đi anh em nhá. Bấm vào cửa hàng mọi người nhá, mình hướng dẫn mọi người này, bấm cửa hàng. Đó mua. Mọi người mua cho mình 10 mil là tặng 100 follow, 99.000, mua 1 tặng 1. 100 mil này rơi vào 495.000. Mình tặng cho mọi người 1.000 follow nhá. Nghe nhá, 1.000 follow ở trên TikTok là đủ điều kiện để bật kiếm tiền mọi người nhá. Và bắt đầu vào cái việc đề xuất từ 1.000 đến 10.000. Cái thứ hai là đủ điều kiện để livestream mọi người nhá. Nhớ kỹ điều đó. Đề xuất luôn. Tạm biệt chưa anh em ơi. Con đường anh đi chỉ có một mình.